Kính thưa thầy, cho con hỏi, cõi súc sanh hay ngạ quỷ địa ngục mà muốn sanh lên các cõi cao hơn như được sanh vào cõi người trời thì cần phải tu như thế nào hoặc cách nào để thăng tiến lên các cõi cao hơn? Ở đây nó có một cái vấn đề là cái người cần thì không nghe mà người nghe thì không cần. Quý vị nghe để làm cái gì? Là có cần thiết hay không? Quý vị đâu có xài. Quý vị có nghe, quý vị cũng không có xài. Mà cái người cần xài thì người đó không có nghe. Thành ra những cái câu như thế này á, nó được liệt vào trong cái dạng là phím luận, bởi vì nó không có hữu ích, nó không có lợi ích gì hết. Nhưng mà cũng tùy thôi, có những câu thì sư cũng sẽ trả lời, như câu này sư cũng sẽ trả lời, mặc dù sư biết là trả lời xong nó cũng chất quớt. Tại vì giống như cái hòm vậy đó, người mua thì không xài, người xài thì không có mua. Cái loài thú á, thì nó có cách để nó đi lên, tức là nó có thể nó bố thí này, nó có thể nó phục vụ này, nó có thể nó cung kính này. Như trong trường hợp Đức Thế Tôn khi mà Ngài ở trong cái khu rừng voi đó, thì Ngài được con voi, tự nhiên quên mất con voi gì, con voi và một con khỉ đã hộ độ cho Ngài. Thì khi mà con voi cúng dường cho Thế Tôn rồi phục vụ Thế Tôn thì bản thân nó là cái phước. Con khỉ cũng vậy, con khỉ nó hái một cái tổ ong đến nó cúng dường Thế Tôn thì bản thân nó là phước. Và khi cái phước nó trổ thì vung bồi ba la mật cho hai cái con vật đó. Con voi là một vị Bồ Tát Chánh đẳng giác và con khỉ là một vị Bồ Tát độc giác. Cho nên là loài thú thì có cách, tức là một là nó bố thí cúng dường, hai là nó phục vụ. Còn những cái hàng như là cái hàng ngạ quỷ hoặc là chúng sanh ở địa ngục thì không có cách. Bởi vì nếu như mà làm được á, là Thế Tôn đã làm rồi và trong kinh tạng đã có nhắc tới. Mà bởi vì trong kinh tạng không có nhắc tới cho nên là sư rất tiếc là không có cách nào. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với cách trả lời, câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ. Đặc biệt đó là sư nhấn mạnh cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn cái tầm quan trọng mà Đức Hạnh Tuệ nói về súc sanh hay về súc sanh. Đức Hạnh Tuệ có cả cái câu chuyện đó. Nhưng mà mình phải hiểu luôn mà rộng như vậy, vậy mình phải hiểu rộng như vậy là ngay trong hiện tại này nè, mình đã được biết Phật pháp rồi, mình hãy cố gắng một lần nữa. Mặc dù sư nhắc rất rất nhiều lần rồi nhưng mà sư Vân Dư vẫn phải nhắc lại là mình phải tranh thủ làm các vun bồi các thiện nghiệp ngay khắc lập tức, ngay và luôn, liên tục và không gián đoạn, và một cách nói chung là từ từ đa. Nếu mà được là mình không, mình nghĩa là mình cái chữ gián đoạn của sư là mình phải làm gián đoạn cho đến khi mà mình chết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà lỡ mình xui, sử dụng tử xui đó, mình tái sanh làm súc sanh đó, thì mình thì cái súc sanh của mình đó, mình là những con vật nó có cái hình đầu tiên là nó có trí tuệ. Thưa quý vị, nó có trí tuệ. Trí tuệ là như thế nào? Như Đức Hạnh Tuệ kể là trong nhiều câu chuyện tiền thân và trong giải pháp cứu đề cập rất là nhiều những cái con vật thù thắng. Không, nó có trí tuệ, nó biết bố thí, biết cung kính, biết phục vụ, và biết làm nhiều điều thiện nghiệp nữa. Và chính vì những điều đó đó khiến cho nó có thể khi mà nó chết đó, nó thoát ngay trong cái đó, nó thoát ngay kiếp thú luôn, nó không có sanh tái sanh là kiếp thú nữa. Đó do những thiện nghiệp. Bởi vì á, tại sao á, mà sư phải chỉ nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh vấn đề đó. Lỡ bị xui mà ngay sinh vào súc sanh này thì bị cũng là những cái con vật
Đầu tiên là nó có trí nè, thứ hai là cái hình thể nó đủ để làm những cái chuyện đó. Quý vị phải nhớ nhớ rõ, cũng sinh làm quý vị cũng sinh làm súc sanh, nhưng mà những cái con súc sanh nó nhỏ rồi nó không có đủ, nó nhỏ nhưng rồi thậm chí nó không đủ trí tuệ, rồi cái cơ thể nó nhỏ nó làm việc đó nó không có khả năng nên đây là một cái điều rất là quý vị phải lưu tâm vấn đề này, chứ không phải là mình nghĩ à thì sư Thanh Tuệ ông kể là đó, mấy con thú cũng biết, mấy con thú đó, nó cũng biết sinh làm thú, cũng nó cũng thông minh với bộ, nó cũng biết cúng dường cũng này nọ bộ, cho nên là thú thì cô cũng cũng sẽ thoát thôi, nếu mà hên thoát thôi, nhưng mà quý vị không biết là do những con thú thù thắng đó là trong quá khứ làm thiện nghiệp kinh khủng lắm mới được, mới nghĩa là lỡ xui nó dính vô thôi rồi, nhưng mà thoát ra sớm được, gọi là thú có thú đít thú đát đó, quý vị phải hiểu rõ vậy. Cái câu này tổng quan câu này thì Đức Hành Tuệ trả lời rất đầy đủ rồi, cho nên sư cũng kết thúc cái phần trả lời ở đây. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.